xin cho con mãi mãi, xin cho con mãi mãi lòng thương yêu không cùng, lòng thương yêu không cùng trải thế giới tam thiên, trải thế giới tam thiên đến chúng sinh vô tận, đến chúng sinh vô tận xin cho khắp muôn loài, xin cho khắp muôn loài sống yên lành bên nhau, sống yên lành bên nhau không ganh ghét oán thù, không ganh ghét oán thù không chiến tranh giết chóc, không chiến tranh giết chóc xin đó cho mình. Kẻ bất thiện, xin cho kẻ bất thiện biết tin có luân hồi, biết tin có luân hồi có nghiệp báo trả vay, có nghiệp báo trả vay để hồi đầu hướng thiện, để hồi đầu hướng thiện xin kẻ mù được sáng, xin kẻ mù được sáng kẻ điếc lại được nghe, kẻ điếc lại được nghe kẻ nghèo được ấm no, kẻ nghèo được ấm no kẻ ốm đau bình phục, kẻ ốm đau bình phục xin cho loài cầm thú, xin cho loài cầm thú thoát được nghiệp ngu si, thoát được nghiệp ngu si tái sinh vào cõi người, tái sinh vào cõi người biết tu theo Phật pháp, biết tu theo Phật pháp các vong linh vất vưởng, các vong linh vất vưởng trong cõi giới u hiền, thoát nghiệp đói triền miên, thoát nghiệp đói triền miên quy y và siêu thoát, quy y và siêu thoát xin cho nơi địa ngục, xin cho nơi địa ngục chúng sinh đang đọa đày, chúng sinh đang đọa đày khởi đường tâm từ bi, khởi đường tâm từ bi để xa lìa cảnh khổ, để xa lìa cảnh khổ cúi sinh mười phương Phật, cúi sinh mười phương Phật cho Bồ Tát Thánh Hiền, cho Bồ Tát Thánh Hiền đem chánh pháp thiêng liêng, đem chánh pháp thiêng liêng sáng soi nghìn thế giới, sáng soi nghìn thế giới cho chúng sinh mãi mãi, cho chúng sinh mãi mãi dù sinh về nơi đâu, dù sinh về nơi đâu đều gặp pháp nhiệm màu, đều gặp pháp nhiệm màu để nương theo tu tập, để nương theo tu tập cho con biết khiêm hạ, cho con biết khiêm hạ biết tôn trọng mọi người, biết tôn trọng mọi người tự thấy mình nhỏ thôi, tự thấy mình nhỏ thôi việc tu còn kém cỏi, việc tu còn kém cỏi cho tay con mộng mở rộng mở, cho tay con mộng mở biết san sẻ cúng dường, biết san sẻ cúng dường biết giúp đỡ yêu thương, biết giúp đỡ yêu thương đến những người khốn khó, đến những người khốn khó xin cho con bình thản, xin cho con bình thản trước nghịch cảnh cuộc đời, trước nghịch cảnh cuộc đời dù bị mắng bằng lời, dù bị mắng bằng lời hay bằng điều mưu hại, hay bằng điều mưu hại xin tâm con sung sướng, xin tâm con sung sướng khi thấy người thành công, khi thấy người thành công hoặc cai tạo phước lành, hoặc cai tạo phước lành như chính con làm được, như chính con làm được cho con biết im lặng, cho con biết im lặng không nói lỗi của người, không nói lỗi của người chỉ lặng lẽ dùng lời, chỉ lặng lẽ dùng lời cầu cho người hết lỗi, cầu cho người hết lỗi xin vòng dây tham ái, xin vòng dây tham ái rời khỏi cuộc đời con, rời khỏi cuộc đời con để cho trái tim con, để cho trái tim con biết yêu thương tất cả, biết yêu thương tất cả cúi lạy mười phương Phật, cúi lạy mười phương Phật đau khổ đã nhiều rồi, đau khổ đã nhiều rồi vô lượng kiếp luân hồi, vô lượng kiếp luân hồi đắng cay và mỏi mệt,
đắng cay và mỏi mệt. Nay con dâng lời nguyện, giải thoát quyết tìm về, giác ngộ quyết lìa mê, độ sinh đền ơn Phật, xin cho con giữ vững, được chí nguyện tu hành, không một phút buông lơi, không một giờ sao lãng, xin vẹn toàn giới hạnh, với thiền định lắng sâu, với trí tuệ nhiệm màu, xả toan dần tất cả, xin cho con tỉnh táo, không kiêu mạn tự hào, dù tu tiến đến đâu, vẫn tự tìm chỗ dở, nguyện cho con đi mãi, không đứng lại giữa đường, đến tuyệt đối vô biên, tâm đồng tâm chư Phật, rồi trong muôn vạn nẻo, của sinh tử luân hồi, con mãi mãi không thôi, độ sinh không dừng nghỉ, cúi lạy mười phương Phật, xin chứng giám lòng con, lời khấn nguyện sắc son, dâng lên ngôi Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi là lễ nhân lời khấn nguyện để mừng Đức Phật đản sanh. Giờ đây chúng con cũng thỉnh chư tôn đức an thọ tại những dãy ghế mà các ban tổ chức đã sắp xếp. Kính mời các em Phật tử chùa Mô Hiền để dâng hoa lên cúng Phật. A Di Đà Phật. Rồi quý vị ngồi xuống tại chỗ, mời các em dâng hoa chùa Phổ Hiền để dâng hoa cúng Phật để mừng một bậc vĩ nhân vĩ đại của nhân loại đã ra đời. A Di Đà Phật. Con thỉnh đại đức chủ trì cùng chư tôn đức ni vương bạch Phật để chào đón Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật hạng sanh thị hiện. Kính mời ban nghi lễ cho ba hồi chuông trống chào đón Đức Phật. Quý Phật tử sẽ đi sau đứng dậy, chúng ta đứng dậy lần lượt thứ tự hàng trên đi trước, hàng sau đi sau, đi theo bước chân của đại đức chủ trì và chư tôn đức. Chúng ta đi trong sự thanh tịnh, không liếc qua không liếc lại. Chúng ta sẽ đi sau đại đức chủ trì để tiến bước, để kinh hành niệm Phật nghĩ tưởng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để chào đón.
người cho đi là còn mãi. Mình đã cho ai không nhớ lại bao giờ. Người cho ta, ta ghi mãi trọn đời. Ngàn năm sau luôn nhớ hỏi người ơi, hãy cho cuộc đời trái tim hồng nhân ai, để đời vơi đi bao nỗi khổ u sầu, để mùa xuân hoa vẫn nở tươi màu, và tình yêu luôn luôn mãi ngọt rằng cuộc đời ai cũng khó, nhưng lòng sẽ chia đâu phải đợi sang giàu. Chỉ cần cho nhau chút tâm thành của người, để cuộc đời còn bao tiếng cười. Trong cuộc đời cho đi là còn mãi. Mình đã cho ai không nhớ lại bao giờ. Người cho ta, ta ghi mãi trọn đời. Ngàn năm sau luôn nhớ hỏi người ơi, hãy cho cuộc đời trái tim hồng nhân ai, để đời vơi đi bao nỗi khổ u sầu, để mùa xuân hoa vẫn nở tươi màu, và tình yêu luôn luôn mãi ngọt lạnh lùng dưới chiều hoa. Ta vẫn biết rằng cuộc đời ai cũng khó, nhưng lòng sẽ chia đâu phải đợi sang giàu. Chỉ cần cho nhau chút tâm thành của người, để cuộc đời còn bao tiếng cười vui. Chỉ cần cho nhau chút tâm thành của người, để cuộc đời